Nữ tu 5 năm sống trong núi sâu hẻo lánh, khó khăn nhưng vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Các bạn có biết những tỳ kheo ni sống ở Trung Nam Sơn sẽ lấy nước như thế nào không? Vì ở trong núi sâu rừng già không tiện cho việc lấy nước, nên 5 năm trước vị tỳ kheo ni này đã nghĩ ra một cách thức rất độc đáo. Khi bà ấy bắt đầu đi tới nơi cằn cỗi này và hy vọng có thể được tu tập ở đây, môi trường xung quanh tồi tệ đến nỗi không có được một con đường mòn nào thuận tiện cho việc đi lại. Lúc đó có rất nhiều người khẳng định rằng không một ai có thể sống ở một nơi hoang vu hẻo lánh như vậy. Nhưng mọi người hãy nhìn đi, vị nữ tu này đã sống ở đây 5 năm. Gương mặt bà ấy vô cùng tươi tắn và nụ cười luôn rạng rỡ trên môi. Trung Nam Sơn hay còn gọi là núi Thái Ất, tuy không thuộc trong tứ đại Phật Sơn, nhưng vẫn được những người mong muốn tu hành theo Phật giáo chọn làm nơi ẩn cư. Dãy núi này chạy dài cho đến tận biển, xung quanh là mây trắng bao phủ mù mịt, làm những ngọn núi nơi đây trở nên mờ ảo. Thêm vào địa hình đồi núi gập ghềnh, khiến việc đi lại nơi đây trở nên vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, vị tỳ kheo ni này đã không nghĩ như thế. Đối với bà, đây là một thử thách đầu tiên trong hành trình tu tập của mình. Vị tỳ kheo ni ấy đã không ngại khó khăn và quyết định khai khẩn đất hoang tại đây, bắt đầu nhập thất tu hành tại dãy núi xa xôi hẻo lánh này. Do đảm bảo an toàn bước đầu tiên, bà đã kêu thợ đến để xây dựng một cái am nhỏ. Tuy nhiên, vì đường xá di chuyển quá khó khăn, đất đai nơi đây khá cứng và gập ghềnh, nên người thợ chỉ xây dựng được 4 vách như một túp lều rồi rời đi. Vị tỳ kheo ni phải tiếp tục hoàn thiện phần tiếp theo bằng cách mua giấy dầu rẻ tiền để lợp lên túp lều đơn sơ này. Nhưng vì vật liệu không chắc chắn nên chỉ cần một trận cuồng phong quét qua đã thổi bay phần mái của túp lều. Đến hiện tại, khi kể lại câu chuyện từ buổi đầu đặt chân tới Trung Nam Sơn, đôi mắt bà lại ánh lên vẻ hài hước, tinh nghịch. Lúc ấy khi túp lều nhỏ bị tốc mái, vị tỳ kheo ni này không hề lo lắng mà quyết định tự mình sửa chữa túp lều. Bà ấy hiểu rằng tại nơi núi rừng hoang dã này thời tiết rất khắc nghiệt nên không thể làm một chỗ ở tạm bợ. Nếu không, gió và mưa sẽ cuốn trôi mọi thứ. Bà bắt đầu mua những vật liệu tốt hơn và tự mình di chuyển các hòn đá nằm rải rác xung quanh. Những đoạn đường bà phải đi dần cao hơn, vừa gập ghềnh lại quanh co khó đi, như muốn thử lòng thành tâm và kiên nhẫn của vị tỳ kheo ni này. Trong suốt 7 tháng ròng rã, bà đã trở thành một người thợ xây bận rộn để tận tay xây dựng nơi tu hành của mình. Mỗi ngày một chút, vị tỳ kheo ni đã gom góp các hòn đá muôn hình vạn trạng với đủ các kích thước khác nhau, sau đó ghép chúng lại thành một bức tường vững chãi. Với sức của một người phụ nữ bình thường, việc xây từng viên gạch lên túp lều đã là một điều không dễ dàng. Tuy nhiên, vị tỳ kheo ni đã một mình hoàn thành phần còn lại của công trình dang dở ngay giữa vùng núi khó khăn hiểm trở mà không cần đến bất kỳ một sự giúp đỡ nào. Cái am nhỏ được bà xây dựng lên khá chắc chắn và kín đáo. Thậm chí còn có một cái hàng rào gỗ rất đều và đẹp xung quanh để hạn chế sự xâm nhập của những con thú hoang dã tại ngọn núi này. Từ lúc bà quyết định đặt chân đến sống và tu hành ở Trung Nam Sơn cũng đã 5 năm trôi qua, và môi trường nơi đây đã trải qua nhiều thay đổi lớn. Hiện tại một số nơi ở dãy núi này cũng đã có đường đi, và cái am nhỏ bà dùng để tu hành cũng được lắp cửa sổ bằng kính. Tuy điều kiện còn khó khăn nhưng cũng đã tốt hơn xưa rất nhiều. Vị tỳ kheo ni đã mở lòng chia sẻ với du khách rằng việc tu tập ở nơi xa xôi hẻo lánh này không mấy dễ dàng. Tuy nhiên, từ lúc bà quyết định nhập thất tu hành thì tận trong lòng bà đã hiểu rằng nếu muốn mở ra cánh cửa trí tuệ phải chịu nhiều khổ cực, phải biết tự lo cho bản thân, sống một mình và canh giữ nhà cửa cẩn thận mà không cần phiền đến bất kỳ một người nào khác. Nơi ở của bà rất đơn giản, chỉ bao gồm một số vật dụng cá nhân cơ bản và một bếp lò dùng để nấu nướng. Bà chia sẻ rằng sẽ không quên khoảng thời gian đầu đặt chân đến ngọn núi này. Chính bà cũng không tin rằng mình đã vượt qua được. Khi mới đặt chân đến đây, bà chỉ có thể ăn cỏ dại và cây bồ công anh mọc trước cửa. Nhưng ít ra, bà còn có thể ăn những cây và rau dại này. Một số người khác đến nơi này ẩn tu, thậm chí còn phải ăn vỏ cây để sống. Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại đã trở nên dễ dàng hơn khi bản thân có thể hòa nhập với nơi này. Bà có thể tự trồng một số loại rau phù hợp với thời tiết. Mỗi ngày, ngoài việc tập trung tu hành, bà sẽ dành thời gian rảnh của mình để trồng trọt hoặc vào núi hái rau. Khi được một vị khách hỏi rằng tại khu vực núi cao và hiểm trở này thì bà lấy nước sinh hoạt từ đâu, vị tỳ kheo ni nói rằng nước của bà sử dụng lấy từ Hắc Long Tuyền, cách túp lều của bà 140 mét đi ngược lên núi.
Khi nghe câu trả lời này, mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Bởi một người có thân hình nhỏ bé như bà, sao có thể lấy nước từ trên núi cao để đổ đầy nước trong hồ này? Đúng lúc hôm nay, số nước sinh hoạt đã dùng hết, vị tỳ kheo ni này quyết định chỉ cho du khách cách bà thường lấy nước. Sau khi lấy ra hai cuộn ống dẫn nước, bà mời mọi người cùng đi đến Hắc Long Tuyền. Con đường này tương đối khó đi bởi vì phải leo lên núi cao. Các bụi cây cỏ và dây leo phủ kín khắp nơi, khiến mọi người vừa đi vừa phải gạt cỏ tìm đường. Nhưng vị tỳ kheo ni vẫn nhẹ nhàng vượt qua nhanh chóng như một thói quen. Cuối cùng mọi người cũng tới được Hắc Long Tuyền. Bà bắt đầu lấy ống nước ra và thực hiện quá trình lấy nước một cách rất thuần thục và khoa học. Đó là sử dụng nguyên lý Simpon. Đầu tiên, vị tỳ kheo ni này đổ đầy nước vào chai, sau đó cho nước từ đáy chai chảy vào ống nước. Kế tiếp bà dùng miệng hút vào ống nước để nước được hút vào trong đường ống. Cuối cùng chỉ cần cắm ống nước vào chai nước, đặt chai vào Hắc Long Tuyền và để một tảng đá lên giúp nước chảy vào ống liên tục. Simpon ở đây là một thiết bị liên quan đến dòng chảy của nước, làm cho chất lỏng chảy lên cao hơn bề mặt của bình chứa mà không cần bơm. Quá trình này được cấp lực bằng sự rơi xuống của chất lỏng khi nó chảy xuống dưới sức kéo của trọng lực, sau đó xả ra ở một mực chất lỏng thấp hơn bề mặt của bình chứa mà nơi nó bắt đầu chảy xuống. Chỉ cần ứng dụng nguyên lý đơn giản này, vị tỳ kheo ni có thể dễ dàng lấy được nước mà không cần tốn quá nhiều sức, cũng không cần đến thiết bị hay máy móc hiện đại. Bây giờ bà ấy chỉ cần kéo ống nước về đến chỗ ở của mình là nước sẽ tự nhiên chảy đến. Thường thì vị tỳ kheo ni sẽ tự mình kéo ống nước, nhưng may mắn là hôm nay đã có vị khách đến giúp đỡ. Có thể thấy, chỉ riêng việc mang ống nước lên núi, sau đó kéo ống lại về nơi ở cũng phải rất vất vả và tốn nhiều công sức. Đến vị khách đang ở độ tuổi trẻ trung khỏe mạnh này, nếu không cố gắng, có lẽ cũng sẽ bỏ cuộc giữa chừng. Bây giờ nguồn nước đã không ngừng chảy đến nơi ở của vị tỳ kheo ni. Nếu bà ấy sử dụng nước một cách tiết kiệm, lượng nước này sẽ đủ cho bà sinh hoạt trong một khoảng thời gian dài. Trải qua cuộc sống 5 năm đầy thăng trầm đã khiến vị tỳ kheo ni hình thành những phẩm chất độc đáo của một hành giả trong cả lời nói và hành động. Bà nói rằng mọi thứ đã qua đều là trải nghiệm. Cuộc sống có đưa ra muôn vàn khó khăn, chúng ta càng phải tiến lên phía trước để vượt qua. Càng gian nan, càng phải chịu đựng. Cuộc đời và tâm hồn của mỗi người đều là một viên ngọc quý, chỉ là chúng ta có biết cách sử dụng nó hay không. Tâm linh cuộc sống tin chắc sẽ không chỉ có 5 năm, hành trình của vị ni sư này sẽ là cả đời. Cuộc sống đơn giản không hối hả với vật chất của bà ấy, thực sự là niềm mơ ước của nhiều người. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.